Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày và đây cũng là dịp hay diễn ra các cuộc họp mặt bạn bè, tổ chức liên hoan gia đình. Vì vậy, bên cạnh việc ra quân quyết liệt của lực lượng chức năng cũng rất cần thay đổi và nâng cao ý thức của người dân về việc sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông. Buổi gặp mặt và liên hoan với các bạn đồng ngũ của anh Đại tại một nhà hàng ở phố Cao, huyện Phù Cử, cách nhà hơn 3 km, lo ngại việc di chuyển sẽ không an toàn và mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn cao, nên anh và các bạn cùng lựa chọn những giải pháp an toàn trước khi ra về. Những ngày vui này anh em đi xa về gần mà gặp nhau được một tí thì ví dụ chỉ uống cùng đã 1-2 chén, mà quá 2-3-4 chén lên thì đều phải gọi taxi về hết. Nhà tôi từ trước cái này là rượu chè anh em túm năm túm ba, nhưng từ ngày bây giờ ra cái luật bây giờ là giảm rượu bia luôn. Anh Toàn ở tỉnh Phú Thọ khi di chuyển về Hưng Yên thăm gia đình đã chủ động bố trí riêng một người thân tuyệt đối không sử dụng rượu bia đảm nhận việc lái xe để đảm bảo an toàn. Để an toàn, tôi xác định là đã uống thì phải có lái xe tôi mới uống. Ngoài việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ và xử lý nghiêm về vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền và yêu cầu hộ kinh doanh ký cam kết, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, hỗ trợ khách hàng gọi taxi xe ôm khi đã sử dụng rượu bia. Bên cạnh đó, đối với xe cá nhân của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tặng pano tuyên truyền để dán ở đuôi xe. Trường hợp say quá thì chúng em sẽ hỗ trợ là gọi taxi hoặc là đưa khách về tận nhà để đảm bảo an toàn cho khách. Tôi sẽ có trách nhiệm là thực hiện tốt và tuyên truyền đến khách hàng của đã uống rượu bia thì tuyệt đối không được là lái xe. Cũng luôn luôn ghi nhớ và sẽ tuyệt đối là không uống rượu bia và dán trên xe mình rồi thì cũng là một cái sự để lan tỏa tới những người bạn xung quanh của mình, vừa an toàn giao thông nhưng vừa đảm bảo về sức khỏe cho con người. Qua công tác tuyên truyền phổ biến luật tác hại của rượu bia đến người dân, lực lượng cảnh sát giao thông công an Khói Châu mong muốn người dân sẽ chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe tham gia giao thông, mà đã lái xe tham gia giao thông thì không sử dụng rượu bia. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát của cơ quan chức năng, thì ý thức của mỗi người dân khi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện cần được nâng cao hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Từ đó sẽ góp phần hình thành và lan tỏa thói quen đã uống rượu bia là không lái xe.